Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quý vị thân mến, trong quá trình xử lý vi phạm triệt để, không né tránh với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông bố trí 6 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện thường xuyên của các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A, các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết, đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như là người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, xe cơi nới thành thùng. Các tổ công tác triển khai ở 58 địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an cấp huyện, thị thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác, góp phần kiềm chế và làm giảm các vụ tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, đã cho thấy công tác đấu tranh xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã thực sự hiệu quả, góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. Vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, quá trình xử lý vi phạm triệt để, không né tránh với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm, xuyên suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tính riêng trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 770.679 trường hợp tài xế mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Tính trung bình mỗi ngày, cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chỉ trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 40.806 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm. Mạnh tay xử lý biến tướng trong biếu tặng quà Tết. Thưa quý vị, quà Tết dịp cuối năm thường là phong bao, phong bì, thậm chí có khi quà Tết còn được chuyển qua tài khoản cá nhân nhằm tránh bị phát hiện. Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm, sắp đến Tết Nguyên đán, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị, chỉ đạo cũng như quy định nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức đang phục vụ công tác trong các ngành, các cấp, nhận và biếu tặng quà Tết dịp cuối năm cho lãnh đạo hoặc cấp trên. Thực tế, ghi nhận từ nhiều năm qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo, cho sếp, cho cấp trên dịp cuối năm, nhân dịp Tết Nguyên đán đã không còn diễn ra phổ biến, công khai, thậm chí là rầm rộ như nhiều năm trước đây. Trong đó đã có nhiều cơ quan, ban ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt chỉ thị, chỉ đạo đối với cán bộ, công chức và nhân viên không được nhận hay biếu xén quà Tết dưới bất kỳ hình thức nào. Cạnh đó là kèm theo các mức chế tài được ban hành đối với cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nặng. Và đã có cán bộ, công chức đã tự nguyện trả lại quà biếu đã nhận vào dịp lễ Tết theo đúng tinh thần đã chỉ đạo, quy định. Thế nhưng trong thực tế, việc nhận và biếu tặng quà dịp Tết mỗi năm đâu đó vẫn còn tồn tại trong một số cơ quan, ban ngành. Nhưng kín kẽ hơn, thậm chí là việc biếu xén tặng quà Tết còn bị biến tướng và diễn ra tinh vi, rất khó để phát hiện và xử lý nếu như cán bộ, công chức cố tình vi phạm, không chấp hành hoặc không thực hiện theo đúng chủ trương, vi phạm quy định. Quà Tết dịp cuối năm thường là phong bao, phong bì, thậm chí có khi quà Tết còn được chuyển qua tài khoản cá nhân của người nhận nhằm tránh bị phát hiện hoặc bị để ý, dòm ngó. Đặc biệt, việc biếu và nhận quà Tết dưới hình thức phong bao, phong bì có thể nói là diễn ra phổ biến ở một số ngành nghề, doanh nghiệp. Doanh nghiệp lập danh sách tên các cơ quan ban ngành, tên cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thủ trưởng các đơn vị, thậm chí là chuyên viên, nhân viên của các phòng ban cấp trên, hoặc là các ban ngành, các đối tác có mối quan hệ làm ăn trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, rồi cử cán bộ đi chúc Tết tặng quà. Có khi, quà Tết được đổi sang ngoại tệ cho sang, cho phù hợp để biếu tặng cấp trên, biếu tặng sếp. Nguy hiểm hơn, việc biếu tặng quà Tết là phong bao hay phong bì vào dịp cuối năm. Tết đến là bị biến tướng, là cách để
hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo cấp trên hoặc những người có chức vụ quyền hạn nhằm để chiếu cố hay là xem xét mối quan hệ làm ăn, đề bạt. Thậm chí, việc biếu xén quà Tết dịp cuối năm còn với mục đích là nhằm chiếu cố, có thể bỏ qua những sai sót, thiếu sót, thậm chí là những hành vi vi phạm tiêu chuẩn, nguyên tắc, vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ, để việc thực hiện chỉ đạo, nghiêm cấm nhận và biếu tặng quà dịp Tết cuối năm của Ban Bí thư Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ đi vào nề nếp, có hiệu quả thì mỗi ban ngành cần phải tiếp tục thực thi một cách quyết liệt và thực chất. Việc thực thi nghiêm cấm biếu tặng quà Tết không chỉ là ở các ban ngành cơ quan nhà nước hoặc là đối với cán bộ, công chức, viên chức mà còn cần nghiêm cấm trong các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước như hiện nay. Ngoài việc nêu cao tính tự giác, chấp hành nghiêm quy định của Trung ương, mỗi cán bộ, công chức cần phải cam kết không nhận quà Tết dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, cần phải quy rõ trách nhiệm cũng như sự gương mẫu đối với người đứng đầu trong các cơ quan, ban ngành nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc là người đại diện nắm giữ phần vốn góp của nhà nước hiện nay trong việc nói không với việc nhận quà và tặng quà biếu Tết từ cấp dưới hoặc là đối với cấp trên và các đối tác trong các mối quan hệ làm ăn như hiện nay. Cần có quy định cụ thể và chế tài xử lý nghiêm khắc và mạnh tay hơn nữa đối với người vi phạm là cán bộ, công chức, người đứng đầu trong các cơ quan ban ngành. Hình thức xử lý kỷ luật khi phát hiện cán bộ, công chức vi phạm có thể là miễn nhiệm, cách chức, thuyên chuyển công tác hoặc buộc thôi việc đối với người vi phạm, thậm chí là đối với các hành vi nhận quà Tết dịp cuối năm, quà biếu bằng vật chất tài sản có giá trị lớn hoặc bằng số tiền lớn, xét thấy có dấu hiệu của hành vi tham nhũng, hành vi nhận hối lộ nhằm để bao che, chiếu cố, bỏ qua hoặc là tiếp tay cho các hành vi sai phạm, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn cần phải được điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm để răn đe và nêu gương. Thực thi công vụ để chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp. Quý vị thân mến, thực thi công vụ được xã hội giao phó, nhưng các bị cáo trong vụ án Việt Á khi bị buộc tội đưa và nhận hối lộ lại cho rằng chia sẻ lợi nhuận. Thực thi công vụ luôn gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, dù cấp cao hay cấp thấp. Thế nhưng, một số cán bộ tha hóa đã tranh thủ thực thi công vụ để trục lợi cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau. Riêng vụ án Việt Á đang xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội thì rõ ràng quá trình thực thi công vụ chống COVID-19 đã biến tướng thành giao dịch khuất tất giữa cán bộ suy đồi và doanh nghiệp gian trá. Những bị cáo trong vụ án Việt Á như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và các cán bộ khác như Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Huỳnh, Trịnh Thanh Hùng đều nhận tiền của Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt để thao túng quy trình phê duyệt, lưu hành và thổi giá kit xét nghiệm. Các cựu cán bộ phân bùa nhận hối lộ là quà cảm ơn. Còn Phan Quốc Việt khai, bị cáo nhận thức việc hối lộ là sai, nhưng chia sẻ lợi nhuận thì không sai. Việc chia sẻ lợi nhuận không sai, nhưng ở Việt Nam nhạy cảm. Câu hỏi đặt ra, cán bộ thực thi công vụ có được phép chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp không? Chắc chắn là không. Thực thi công vụ là đang được xã hội giao phó để xử lý các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả ích lợi cho người dân. Cán bộ thực thi công vụ phải xem lợi ích cộng đồng là trên hết và duy nhất. Cho nên, khái niệm chia sẻ lợi ích trong thực thi công vụ hoàn toàn mang tính chất ngụy biện và bịp bợm. Muốn chia sẻ lợi ích thì cá nhân hợp tác với cá nhân, doanh nghiệp ký kết với doanh nghiệp. Còn khi đã thực thi công vụ mà cán bộ hướng đến mục đích chia sẻ lợi nhuận thì hình thức giao kèo ấy đã cấu thành tội danh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhận hối lộ. Đồng thời, cán bộ thực thi công vụ có mưu cầu chia sẻ lợi nhuận sẽ phát sinh một hình thức tham nhũng khác, tạm gọi là tham nhũng chính sách. Giữa vòng quay cuống cuồng của sự thèm khát thụ hưởng vật chất, đạo đức cán bộ trong thực thi công vụ đang có những biểu hiện rất đáng lo ngại. Trước một chủ trương, trước một dự án, trước một công trình thì không ít cán bộ tu dưỡng kém, chỉ nắc nỏm bản thân sẽ được gì, thay vì đau đáu quần chúng sẽ được gì, tổ quốc sẽ được gì, dân tộc sẽ được gì. Vụ án Việt Á phơi bày nhiều sự thật nhức nhối, ngay giữa bối cảnh sinh mệnh hàng triệu đồng bào đang bị đe dọa nghiêm trọng vì đại dịch toàn cầu mà vẫn nảy nòi toan tính chia sẻ lợi nhuận thì quá chua chát. Chẳng đặng đừng khi nhắc lại một nguyên tắc cơ bản, cán bộ thực thi công vụ phải nhận lãnh cùng lúc hai sự ủy nhiệm về quản lý và ủy nhiệm về gương mẫu. Nếu hai sự ủy nhiệm ấy khập khiễng sẽ dẫn đến hệ lụy bi thảm bởi những động cơ thấp hèn. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.